chuyên dung tú ông 8X chuyên cấp hàng nóng cho khách làng chơi chỉ bằng một cuộc điện thoại. Tình trạng sức khỏe học sinh bị thương nặng do sập trần lớp học ở Nghệ An. Xoát lồng lời kể của nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hội đồng dẫn đến gãy xương mũi. Công an tiếp tục truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ chạy. Thủ phạm gây ra vụ cháy kiosk kinh doanh hàng mã ở Hương Khê xa lưới. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhiều năm gần đây, hoạt động mua bán gái bán hoa tiếp viên với hàng loạt phi vụ gây rúng động với số tiền lên đến hàng chục thậm chí là hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Các đối tượng cầm đầu đường dây là các tú ông, tú bà cùng thủ đoạn tinh vi, sử dụng các hình thức kinh doanh sắc đẹp, núp bóng trá hình nhằm che mắt lực lượng chức năng, thu lợi cả ngàn tỷ đồng. Mới đây, công an vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mua bán gái bán hoa lớn nhất tỉnh Bình Định, bắt giữ tú ông cầm đầu là Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1988. Chiều ngày 21 tháng 12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định vừa triệt phá đường dây môi giới mua bán gái bán hoa lớn trên địa bàn do tú ông Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1988, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cầm đầu. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định cùng các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phước. Quá trình kiểm tra đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện mua bán giải trí tại hai khách sạn thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Hiện lực lượng chức năng tạm giữ 25 người liên quan trong đường dây môi giới mua bán gái bán hoa do đối tượng Nguyễn Ngọc Tú cầm đầu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận phương thức hoạt động của đường dây này là khi khách có nhu cầu giải trí họ liên lạc qua điện thoại điều gái bán hoa đến các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn thành phố quy nhơn huyện tuy phước và thị xã an nhơn phục vụ tình trạng mua bán sắc đẹp giải trí không lành mạnh như trên đâu đó vẫn đang tồn tại trong cuộc sống gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự xã hội hy vọng thông qua sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng các đối tượng đã và đang cung cấp gái bán hoa phục vụ giải trí sẽ phải trả giá trước pháp luật cơ sở vật chất xuống cấp là nỗi chăn trở của các bậc phụ huynh học sinh khi tham gia học tập bởi sự cố đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em tương tự như vụ việc đau lòng xảy ra mới đây tại một trường trung học phổ thông ở nghệ an do trần lớp học sập mạnh rơi trúng người trong đó phải kể đến một em học sinh bị thương nặng đã được chuyển ra hà nội để cấp cứu Trưa ngày 21 tháng 12, thông tin từ Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận nhiều học sinh bị thương, trong đó có một em bị chấn thương sọ não và cuộc sống, một em bị chấn thương ở chân một số em khác chỉ bị thương nhẹ. Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tỉnh Nghệ An cho biết có 8 học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi sự việc xảy ra, trong đó 6 học sinh bị thương nhẹ đã được các bác sĩ cho xuất viện sau khi thăm khám, một học sinh bị thương ở chân đang điều trị, một em bị thương nặng được gia đình chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Trước đó vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng cùng ngày, khi các em học sinh lớp 11 A9 trường phổ thông Herman Germaner Vinh đang ngồi học thì bất ngờ trần gỗ đổ sập. Hậu quả một số em học sinh bị thương, được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Được biết, trường phổ thông Herman Zimmermanving đặt tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An, được thành lập năm 1994 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Năm học 2023-2024, trường phổ thông Herman Zimmermanving có 44 lớp với 1.962 học sinh thuộc ba cấp học. Có thể thấy, đây là trường hợp hy hữu xảy ra trong các trường học, dù đã được tu sửa nhiều lần. Tuy nhiên, do đã xây dựng quá lâu, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng đã dẫn đến sự việc đáng tiếc như vậy. Liệu rằng trong vụ việc lần này, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm? Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất. Mới đây liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hội đồng dẫn đến gãy xương chính mũi được chia sẻ rầm rộ, có không ít người tỏ ra phẫn nộ gay gắt trước hành động thô bạo ngỗ ngược của nhóm học sinh này. Được sự chữa trị tận tình của các y bác sĩ, học sinh này đã dần hồi phục, tuy nhiên tinh thần còn hoảng loạn. Em nhớ và kể lại nguyên nhân khiến ai nấy đều vô cùng xót xa. Sáng ngày 21 tháng 12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho hay, các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh liên quan đã có buổi làm việc liên quan đến nhóm học sinh trường trung học phổ thông số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn, hội đồng một em học sinh khiến em này phải nhập viện. Theo đó, vào tiết học cuối trong sáng ngày 20 tháng 12, một nhóm học sinh lớp 10A5 trường trung học phổ thông số 3 An Nhơn đã chặn đường chút đò lên em Nguyễn Thành Thương, học sinh lớp 10A4 tại hành lang nhà trường. Em Thương sau đó được đưa đến trạm y tế xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn để sơ cứu. Do vết thương phức tạp, bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Theo ông Nguyễn Sơn Đông, hiệu trưởng trường trung học phổ thông số 3 An Nhơn, nguyên nhân cũng xuất phát từ mâu thuẫn các em học sinh nhắn tin qua lại thách thức lẫn nhau. Hiện em Thương đang được điều trị tại khoa tai mũi họng. Theo một bác sĩ tại khoa này, kết quả chụp phim cho thấy em Thương bị gãy xương chính mũi. Kể lại sự việc em Thương cho hay, khi đang đi thì có bạn nào đó kéo em lại, rồi sau đó một bạn ra tay với mình, rồi nhiều bạn khác cũng vây lại tấn công em. Em Thương kể lại đồng thời cũng cho hay, trong nhóm bạn hành hung mình, trước đó có một bạn từng ra tay với em khi bị tấn công em bị choáng không biết gì nữa rồi một bạn tác động mạnh vào mũi em thấy máu chảy nhiều quá nên các bạn cũng chạy hết theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định đào đức tuấn Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành xác minh xử lý. Trên cơ sở kết quả điều tra của công an, sở sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Em Nhỏ, sinh năm 1972, mẹ em thương, chia sẻ rất xót xa khi nhìn thấy con trai bị hội đồng phải nhập viện trong tình trạng như vậy. Bà mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý đòi lại công bằng cho gia đình. Hành vi hội đồng bạn bè không phải câu chuyện hiếm gặp trong cuộc sống. Hành vi ấy thể hiện thái độ côn đồ, hùng hãn, ngông cuồng, coi thường mạng sống của người khác và coi thường pháp luật, cần phải được trừng trị nặng tay. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường, nhanh chóng truy tìm được các đối tượng ra tay hung bạo khiến nam sinh bị gãy xương chính mũi và có biện pháp xử lý thật nghiêm minh. Thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ các video liên quan đến việc tài xế gây tai nạn khi tham gia giao thông rồi bỏ chạy khiến dư luận vô cùng bức xúc, bất bình trước hành động thiếu trách nhiệm của các đối tượng. Đáng chú ý phải kể đến đoạn clip ngắn được camera hành trình ghi lại toàn bộ quá trình một tài xế xe tải cố tình gây tai nạn rồi bỏ chạy. Được biết sau một tuần gây tai nạn, người này vẫn chưa ra trình diện công an. Ngày 21 tháng 12, liên quan đến vụ truy tìm tài xế ô tô tải cố tình tông ngã xe máy trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy, đại diện đội cảnh sát giao thông số 7 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh truy tìm tài xế xe tải cố tình tông ngã xe máy rồi bỏ chạy theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đang thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra anh hmh quê văn yên yên bái trình báo khoảng 10 giờ 50 phút ngày 16 tháng 12 anh h điều khiển xe máy biển kiểm soát 21b2 12440 chở theo chị tthn đi trên đường nguyễn xiển hướng từ khuất duy tiến đi linh đàm đi đến ngang số nhà 262 nguyễn xiển thì xảy ra cãi nhau với một lái xe ô tô tải thùng kín màu trắng dạng khoảng 1,25 tấn không rõ biển kiểm soát khi tới nhà số 280 Nguyễn Xiển thì lái xe ô tô tải bất ngờ tạt về phía bên trái và va chạm vào tay lái bên phải xe mô tô của anh Hát, làm xe mô tô đổ, hai người ngã ra đường, sau đó lái xe tải điều khiển xe bỏ chạy. Để phục vụ điều tra giải quyết vụ tai nạn trên, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là người điều khiển xe tải trên, ai là người chứng kiến và biết thông tin về vụ tai nạn hoặc ai có camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ tai nạn trên, liên hệ với đội cảnh sát giao thông số 7, địa chỉ số 611 Nguyễn Trãi, Thành Xuân, Hà Nội. Trước đó, ngày 16 tháng 12, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn video nhờ cộng đồng mạng cung cấp camera hành trình để tìm biển số xe tải gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo chị TLV, người đăng video, khoảng 11 giờ 52 ngày 16 tháng 12, em gái của chị TLV ngồi đằng sau xe ôm công nghệ đi trên đường Nguyễn Xiển. Khi xe máy đi tới trước trung cư Eco Green, xe tải chạy cùng chiều cố tình đánh lái sang bên trái tạt ngã xe máy. Sau cú tông của xe tải, tài xế công nghệ và nữ hành khách ngã ra đường, ô tô tải nhanh chóng bỏ chạy, bỏ mặc hai nạn nhân. Theo người đăng tải video, nữ nạn nhân bị sức nhẹ. Sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng bức xúc cho rằng hành vi của tài xế xe tải không khác gì giết người. Nhiều người mong muốn công an sớm truy tìm được danh tính tài xế để xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông, coi thường tính mạng con người. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị cùng theo dõi hé lộ bí ẩn nhà nghỉ trong ngõ sâu hút khách. Ngày 21 tháng 12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1984, ở ngõ 67 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, là chủ nhà nghỉ Ngân Hà 1 để điều tra hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Ngân Hàm 1 tại số 149 Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Phát hiện bắt quả tang chủ nhà nghỉ là đối tượng trên có hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 190,001 gam metapetamin, 55,603 gam ketamin, 12 viên nén có khối lượng 4,805 gam, hai cân điện tử, một bộ tàu hút tự tạo. Ngày 21 tháng 12, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ Bùi Minh Nhật, sinh năm 2003, quê thành phố Cần Thơ, Trương Nhật Hào, sinh năm 2003, quê Kiên Giang, Nguyễn Trí Khá, sinh năm 2002, quê Cà Mau và Mã Ari, sinh năm 1991, ngụ tại Bình Phước, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, nhóm trên không có nghề nghiệp rủ nhau đi cướp giật. Nhóm này đi xe máy phân khối lớn chạy trên các con đường ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Khi phát hiện có người đeo dây chuyền vàng sẽ áp sát nạn nhân để cướp giật rồi phóng xe bỏ chạy. Theo lời khai ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, nhóm này đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 12, tại khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua xảy ra vụ cháy, vụ cháy khiến 7 xe điện dùng để đưa đón khách du lịch và di chuyển nội bộ trong khu và một xe ô tô chạy bằng xăng bị cháy rụi. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công nhân trong khu cùng lực lượng chữa cháy của xã của huyện đã có mặt để dập lửa, đến khoảng 9 giờ đám cháy được khống chế. Vụ việc không thiệt hại về người, nơi xảy ra vụ việc thuộc khu vực để và sạc xe điện trong khu du lịch, ước tính thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện Thanh Thủy điều tra làm rõ. Ngày 20 tháng 12, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Thị Trúc Phương sinh năm 1984 cùng ngụ tại thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi môi giới bán hoa. Tối ngày 16 tháng 12, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức cùng công an phường Thạch Mỹ Lợi ập vào căn nhà ở đường Đồng Văn Cống, phường Thạch Mỹ Lợi do Phương làm chủ và phát hiện ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán không lành mạnh. Qua đấu tranh, các cô gái khai việc mua bán hoa được Phương đồng ý với giá 400.000 đồng trên một lần. Mỗi lần bán hoa, các cô gái phải đưa cho Phương 120.000 đồng. Liên quan đến vụ cháy ký kinh doanh vàng mã ở Hương Khê xảy ra cách đây không lâu, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra sự việc đáng chú ý trong quá trình trộm cắp, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có trong kiosk kinh doanh vàng mã ở Hương Khê Hà Tĩnh thắp sáng tìm tài sản thì xảy ra cháy. Công an huyện Hương Khê vừa xác định nhóm đối tượng nhí gây ra vụ cháy và hai lần trộm cắp tài sản trên địa bàn. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Hương Khê nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cháy tại kiosk kinh doanh vàng mã và hoa quả tại khu vực chợ Sơn cũ của ông Lê Hữu Hiển. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết ông Lê Hữu Hiển không có mặt tại kiosk bán hàng vào ban đêm, nên khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12 năm 2023, nhóm đối tượng rủ nhau đột nhập kiosk để lấy trộm tài sản. Quá trình trộm cắp tài sản, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có trong kiosk thắp sáng tìm tài sản thì xảy ra cháy, các đối tượng hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong thời gian củng cố hồ sơ điều tra vụ cháy, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện các đối tượng liên tiếp thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Ngày 4 tháng 12 năm 2023, tại Chùa Hạ Phúc ở xã Lộc Yên, xảy ra vụ trộm 4 hòm công đức. Lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an Thị trấn Hương Khê, Lộc Yên, ra phố, nhanh chóng điều tra, xác minh, xác định được nhóm đối tượng BTA và VDT đã thực hiện hành vi trên. Tiếp đó, dạng sáng ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại địa bàn thôn 1 xã Hương Liên, xảy ra hai vụ mất trộm xe mô tô. Công an các xã Hương Liên, Hương Trà, Hương Lâm đã phối hợp làm rõ xác định hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là NPH và NBN thu hồi tài sản hai mô tô bị các đối tượng lấy trộm cất giấu tại địa bàn xã Hương Thủy. Hiện nay công an Hương Khê chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an các xã thị trấn có liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Để phục vụ hoạt động vui chơi chào mừng năm mới, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2024. Trong đêm giao thừa, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể xem pháo hoa tại đường hầm sông Sài Gòn và công viên Văn hóa Đầm Sen. Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật và đếm ngược mừng năm mới cũng diễn ra đồng loạt tại nhiều nơi. Theo kế hoạch từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới năm 2024 sẽ diễn ra trong 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Điểm bắn tầm cao là khu vực ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và điểm bắn tầm thấp là tại công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11. Tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 vào tối ngày 31 tháng 12 sẽ diễn ra chương trình đếm ngược cao đào chào đón năm mới năm 2024. Ngoài ra, thành phố Thủ Đức cũng tổ chức tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024, diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 với chủ đề Hội tụ Thủ Đức. Chương trình sẽ có các hoạt động như khánh thành công viên Hoa Hướng Dương, cao đào fest, bay dù lượn và khinh khí cầu, trải nghiệm chuỗi, gian hàng, mua sắm, ẩm thực, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc, biểu diễn đường phố và các hoạt động thể thao cộng đồng. Trong đêm giao thừa ngày 31 tháng 12, du khách có thể trải nghiệm đi cano ngắm pháo hoa tại khu du lịch Tân Cảng với giá vé 499.000 đồng trên một khách. Cùng với đó, chương trình buffet khẩn hoang Nam Bộ sẽ diễn ra tại khu du lịch Bình Cuối 1 trong 2 ngày 30 đến 31 tháng 12, mang đến hơn 70 món ăn ngon và bánh dân gian đặc trưng Nam Bộ. Người dân và du khách được thưởng thức âm nhạc đơn ca tài tử, trò chơi dân gian vui nhộn. Ông Hoàng Văn Bá, giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, thông tin ngoài chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thường niên, dịp Noel và Tết Dương lịch năm nay, khách có sinh nhật trong tháng 12 hoặc mặc trang phục Noel đến vui chơi tại Đầm Sen sẽ được miễn phí vào cổng, giảm 50% giá vé chọn gói. Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thành phố Thủ Đức cũng tung ra nhiều chương trình để thu hút du khách dịp Tết Dương lịch. Du khách có thể trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, vòng xoay 360, địa bay hành tinh lạ và những trò chơi dưới nước như trượt ống, lướt ván. Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, làng du lịch Bình Quới là những điểm đến nằm trong chương trình Thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị vừa được Sở Du lịch công bố. Sau gần 8 tháng triển khai, chương trình đã nhận được hơn 107.000 lượt bình chọn đối với 10 hạng mục tiêu chí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.